Đi cái đoạn đường xa là ông Tư dự định là mấy ngày mới đến thành phố Cà Mau? Chắc có thể là một 8 tiếng à. Ngày một đêm. Một ngày luôn mừng. Ôm ông ba cái, ôm ông Tư cái đi. Ôm bạn mình cái đi. Không ra. Không ra. Chữ này này gì chứ, cái này mày dối lắm. Bây giờ khóc khóc luôn rồi, khóc luôn. Hôn luôn, hôn luôn. Thôi. Đã giữa sạch luôn, giặt mình nó né. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác, quý anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang. Có một thông tin khá bất ngờ là ngày hôm nay ông Tư sẽ quyết định sẽ về ở cùng với lại chị Cẩm Hương ngay tại thành phố Cà Mau. Và cái câu chuyện đó như thế nào thì mời cô bác, quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nghe chia sẻ của những người trong cuộc, như là ông Tư nè, chị Cẩm Hương nè, ông ba bạn tri kỷ của ông Tư và chú Tám, người mà đã từng gắn bó với ông Tư ngay tại cái vùng đất Kế Sách, vùng đất Phụng Hiệp Hậu Giang này. Và bây giờ mà cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Hôm nay là nhìn ông Tư là thấy đẹp trai ghê trời. Mới hớt tóc hả ông Tư? Hả? Mới hớt tóc hả? Ông Tư tự nhớ rồi. Hai ba bữa chỉ chở đi. Bao nhiêu tiền ông Tư? 30. 30 ngàn. Có bo thêm không? Không à. Tưởng thân 30 ngàn đã ha. Thợ nữ hay thợ nam ông Tư? Hả? Thợ nữ hết hay thợ nam? Nam. Thợ nam không? Nữ ông Tư không chịu đâu. Nào nữ bo. Cô bác với anh chị cũng nói là nên cho anh Tư, ông Tư với anh Sầm Hưng là đi hớt tóc. Thì hôm nay là cũng đã quá đẹp trai rồi. Cũng như trẻ lại khoảng 5-10 tuổi. Và ngoài cái việc mà ông Tư có một cái đầu handsome như vậy thì ông Tư còn có một cái vật rất rất là quý và sáng chói luôn. Đây xin lỗi cô bác gần xa. Tôi mang đồng hồ chất là cũng 1.3 triệu. Đồng hồ chưa? Tôi tặng cho con trai tôi rồi. Mà giờ tôi muốn về quê sống với các con. Đó, bữa nay mấy chú này với con tôi rồi về giữ. Nhưng mà con tôi lên dâu cái chú gấu vậy đó. Nhưng mà con phải đi cha, ra thành phố Ngã Bảy. Con chọn cái nào trả cho. Vậy là mua cho chị Hường thêm, Cẩm Hường thêm cái nữa. Cái nữa. Chị Hường, Cẩm Hường đi ngoài sau, tí xíu nó quay sau nha cô bác anh chị. Cái này là ông Tư lựa hay là chị Cẩm Hường lựa? Cái này là ông Tư lựa. Còn cái đồng hồ của con tôi là cho con tôi tự lựa. Chị Cẩm Hường trị giá bao nhiêu tiền? 1.2 triệu. 1.2 triệu, ông Tư 1.3 triệu. Là 2.5 triệu. Ừ. Bây giờ cái gói mì hôm Tết còn không? Còn được mớ. Còn được mớ. Mà không biết được nhiêu. Còn này được hồn thân. Ừ. Dạ. Mỏng lắm hả? Mỏng rồi. Nhưng mà còn nhiêu hay nhiêu chứ. Mình đâu nghĩ tới. Cổ mình tặng con mà làm kỷ niệm mà. Mình chấp nhận thương con. Thì đó, con của cháu, ba cha con mình, cô bác, con cháu này nọ chia sẻ ăn một gói mì thôi chứ không được hai gói rồi nha. Mà sao ông Tư không để con mình tặng cho mình mà mình phải tặng cho con mình? Không, bởi vì rủ bỏ con tôi ba mấy năm, giờ tôi muốn trở về quê bây giờ. Tôi phải làm sao cho cô bác gần xa nhìn, dầu cha ghét cái chai lông dịch thiệt. Nhưng mà cha quyết định về, nhưng mà cha phải về làm sao cho cha ngước mặt lên, đừng để cha nhìn luôn. Nhưng mà dự định về dưới là ông Tư sẽ làm cái công việc gì? Thì ngồi ở nhà con đó. Dạ. Còn ông ấy thì cũng còn. Có đem xuồng về dưới không hay là đi xe? Đem luôn. Đem luôn. Ừ. Mà con nghe chị Cẩm Hường nói là cha mấy ngày nay là đi kiểu là đi sửa cái đuôi máy lại cho nó chạy cho nhanh về Cà Mau hả? Đúng. Dự tính là thời gian là mình đi bao lâu cha? Chắc cỡ nếu đi đường này á, đi bọc đường kia thì cục lắm, không nói đi đường kia thì nó gần hơn. Nhưng mà đó là cha đi đường nào mà bây giờ á là đi đường kia thì cục lắm nó gần hơn. Mà cả bao lâu không được? Nếu đi thẳng hừng sáng đi sớm á là cỡ chừng bây giờ mình định vậy đi, để cho mấy nghỉ ngơi, như mình mệt thì mình mới nghỉ chút. Đó là ông Tư chạy ra từ đây về về quê ông Tư không Tư? Về quê con.
À, quê con của ông Tư. Dạ. Giờ dưới đoàn tụ. Ừ. Ông Tư chạy luôn có cần lơ theo không? Cần chứ. Nhưng mà khi mình đi cái đoạn đường xa là ông Tư dự định là mấy ngày mới đến thành phố Cà Mau? Chắc có thể là 8 tiếng à. Ngày một đêm. Nhưng mà nếu hừng sáng đi á, bởi vì chú quyết định về Cà Mau, cho nên là mua máy phải cao tốc. Đó. Cho máy nghỉ nữa chứ. Phải cho nó nghỉ. Nhưng mà ông Tư phải dự trữ lương thực nè, nước nè, ở trên ghe đồ đầy đủ hết. À. Rồi xăng nữa. À. Thì nãy chú Tám là chia sẻ nói là nếu mà chạy thẳng thét á là khoảng 4 tiếng tới đúng không chú Tư? À. 6 tiếng. À, nhưng mà máy 6 tiếng nó chạy liên tục, nó chạy không nổi. Hả? Ừ. Nhưng mà có test thử chưa, có kiểm tra thử nó là nó chạy ok chưa ông Tư? Ok. Ông Tư có thể biểu diễn cho tụi con xem vòng được không? Được. Bắt đầu được không ông Tư? Được. Chạy đừng chạy như vỏ lãi ở Cà Mau nha. Ừ. Chạy từ từ thôi. Ừ. Vậy xuống con giật cái máy cho ông Tư nha. Thôi để cho ông Tư tự giật luôn chứ. Không, giật bây giờ. Không. Máy đề không Tư? Đâu máy giật nhưng mà kém nhẹ vậy hả? À, lo vậy con mời ông. Biểu diễn cho cô bác đến chị thấy một ông cụ 80 tuổi là chạy máy như vỏ lãi như cung tên vậy. À, con mời không? Rồi. Đây ông Tư đứng dưới đây, con rồi. Ở trên này, con quay. Chạy vòng vòng ngắn ngắn thôi nha. Ông Tư chạy một tour ông quay lại. Chạy đêm khoảng quay lại. Dạ. Chạy hút đó quay lại. Dạ. Rồi mình hãy lên bờ. Dạ. Rồi. À, con mời ông Tư. Đúng giai đoạn rồi. Nãy giờ cấp em chắc cấp luôn. Ta xuống nghe như ông Tư hết. Vậy là ông Tư giật nổi không? Nổi. Phải có một người trẻ đi theo ông Tư. À. Chẳng hạn như là anh Sầm Hưng, nếu như anh Sầm Hưng đằng này có lên á thì lên đi cùng với ông Tư, còn bây giờ chỉ có chị Cẩm Hường thôi. Ừ. Hoặc là Đạt có thể đi theo cùng ông Tư nè. Mở dây giùm chưa? Chưa. Để mở dây. Mở dây đi em. Đó. Gần 40 năm mà. Gần 40 năm. Nghề dây chai thì 10 năm thôi. À. Nhưng mà gần 40 năm mới được đoàn tụ con cái. Đã cho ông Tư lái chưa? Chưa, vô cái rồi, vô cái rồi. Ôi trời. Đạt chở ông Tư về Cà Mau. Có anh lái không Tư? Có anh lái đi. Thôi. Lại giữa sập luôn. Gặp mình nó né à. Ờ. Và thật ra là cái chiếc tâm bảng này nó rất là nhẹ. Yeah. Và nó có thể lật bất cứ lúc nào. Đúng rồi, gặp gió lớn có thể lật á. À. Thì ông Tư 80 tuổi mà nếu mà cầm chiếc ghe này chạy từ đây về thành phố Cà Mau thì không phải là một chuyện đơn giản. Ở những cái khúc cua của những cái khúc kinh á thì nó không có thẳng giống như vậy. À. Nó cũng phải có bo cua nữa chứ anh. Đúng rồi. Nó phải có bo những cái đoạn cua rất là ngặt nghèo luôn. Mà để bo được những cái đoạn cua như vậy á thì rất là khó. Mà lúc nãy thì em mới sờ một cái lưng của ông Tư á thì hình như nó đang bị cái vấn đề là cong dẻo anh. Ừ. Cũng rất là xa ha. Xa. Đây đó cũng gần cỡ 100 mét á. Xa. Hơn 100 mét rồi đó. Xa lắm rồi. Muốn về được á thì phải có người đi theo. Ít ra thì cũng giật được, đề được cái máy lên đúng không? À, giật cái máy ha. Kìa, chiếc ghe ông Tư quay lại kìa, chuẩn bị quay lại kìa. Nãy cha con chạy thấy chưa có lý à? Thấy mặt không đó, quay lại là phải có Đạt quay lại mới được á. Không có Đạt là quay lại không được. Tại vì cái máy phải đẩy ra. À. Vậy là ông Tư quay máy lại không được luôn ha. Không được. À.
lắp ló cái chiếc chiếc ghe của ông Tư rồi. Hay rồi. Cái khoảng cách khá xa ha. Ừ. Ồ, cái này thấy Đạt chạy rồi nè. Qua đó thì mình biết được rằng là ông Tư không thể nào tự về, có anh Hưng hoặc là Đạt chạy mới được. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Bữa nay bạn về vừa nghe tin bạn về buồn không ba? À, vậy là cũng của dành nghĩa em cũng được 7-8 năm rồi chú. Dạ. Mình chia tay kết không kết tình huynh đệ thôi, kết tình huynh đệ ổng như anh được tôi không? Rồi mình cái kiểu ba ổng về độc sức á. Dạ. Về độc sức đó là tôi đâu hay đâu. Nhưng mà về ông Tư về ông ba buồn hay là vui? Vui vừa lẫn lộn mà. Vui vừa lẫn lộn. Tức là vui là nè. Tình nghĩa cho con mà đoàn tụ gia đình. Phải không? Dạ. Rồi đó. Ba mấy năm rồi mới cha con mới xùm hợp lại. Rồi thứ hai nữa là mình đưa tay tình nghĩa mà huynh đệ đó. Cũng là nói huynh đệ đi. Rồi con nghẹo, hồi nãy tôi cũng khóc. Nó tất cả ai cũng thấy được cái tức là mình ngại ngào quá. Bởi đó mình kết tình huynh đệ rồi, phải không? Chỉ đi một cái độc sức. Là cũng như là tôi không ai luôn á. Úc Đồng Tháp đây chú ba ơi. Còn đầu con xuống rồi nó chú ba ơi. Thằng cái gì bơi ạ? Cái còn ai vậy? Rồi con này con Úc Đồng Tháp rồi. Rồi con chở ông lên đây là ông Tư về Đồng Tháp rồi. Có nghĩa là bây giờ cái tâm trạng của ông ba vui vì được bạn của mình tri kỷ của mình được về với con cái sau mấy chục năm đoàn tụ. Đúng. Còn buồn á là bạn của mình bữa nay nữa coi như chia tay mình luôn rồi. Cái bạn người bạn cơ hàng ngày xưa bây giờ về dưới Cà Mau rồi. Còn chi đâu nữa. À, bây giờ những lúc mà nhậu rồi đâu còn bây giờ đâu còn ai hùng chúc rượu chúc mồi để mà cùng nhau tâm sự chứ, này giống như là phá nha với Tử Kỳ mà. À, quán rượu nghèo nhưng mà nó đậm đà tình nghĩa không ba? Người bạn cái hàng Thảo Hàng Di á, bên cầu Dừa Lụa hả? Bên cầu Dừa Lụa. Quán rượu nghèo người bạn cũ còn đâu? Buồn lại ốc. Rồi buồn thiệt luôn rồi. Nắm dây buồn lại ốc. Này chú thứ mấy chú? Dạ chú thứ ba tên Dân. Ba Dân. Ba Dân. Ba Dân. Ừ. Ba Dân ở Gành Hạt. Rồi bây giờ nói lời nào với bạn mình không để mai mốt mà có coi lại là mình làm kỷ niệm nè ông ba. Ngày mà bạn chia tay bạn để mà về đất mũi. Nãy có nói rồi. Nó nữa. Nói sao? Có gì dụ cái ghen. Không. Cái này là khác. Về nói thẳng đi. Tôi cũng có đưa người anh mà về cùng về Cà Mau. Thì về đây. Tức là cha con đầu tụ á, ba mấy năm trời rồi. Về đầu tụ, tôi đỡ đích thân tôi đi luôn. Là ổng là cũng như là đại binh, tức là anh thứ hai tôi á. Là tôi là huynh đệ, đại binh huynh đệ á, sắp chết có nhau. Rất dễ dàng trong dịch ít nhiều tích trì dịch mà anh em làm lít nửa lít đó. Chỉ ngày nào hai người còn chia vỏ chai nhựa mà đúng không? Ừ. Bữa nay năm nữa còn đâu nhưng mà ông được nhiều tiền hơn chứ. Hôm nay là địa vận ở dưới nước là có ông ba luôn rồi. Ừ. Ông Tư ông nhường lại cho ông ba chứ còn gì nữa. Thôi vậy. Tôi có động lại tôi cũng xuống dưới luôn. Xuống dưới đưa tiễn người anh mình ý em mình mà đồng đi. Đúng như vậy. Vậy tao ông mẹ. Ông nó lại rồi. Ông đâu đâu. Ông đây. Ông đây. Tôi đi vào giúp cái hai ba vào. À tức là mình đồng mình cũng mình đi đến cùng quay hướng sở lần thứ ba. Thì xuống dưới là cũng anh mình đoàn tụ gia đình. Xe cách ba mấy năm rồi. Tình nghĩa cha con mà đoàn tụ gia đình đó. Rất là xung hợp, tôi rất là vui mừng. Ôm ông ba cái, ôm ông Tư cái đi. Ôm bạn mình cái đi. Không ra.
không ta. Chữ này cái này gì chứ, cái này mày dối lắm. Bây giờ cống cống luôn rồi, cống luôn. Không luôn, không luôn. Thôi mặt xuống quá mày. Máy thì còn về. Máy còn về. Biết khi nào nói vậy chứ. Thì xuống miếng con. Tại tuổi già đâu có điều kiện để đi đâu, nhầm khi xin tiền chia tay thì lâu lắm mới gặp lại. Và thậm chí á chú ba với từ này là có là vui mà khóc gì? Khóc là vui hay là buồn chia tay bạn bạn cũ? Vui chứ. Vui chứ. Đợi ngày nói là mới ghế mà cha đi làm công chuyện cho vui. Tôi ngủ cho con không đưa mặt hay cho bánh. Anh Tư là hùng cái nữa kìa. Không quá. Không. Không quá. Chị có liên hệ với anh Hưng Đặng lên có thể ngày mai đi về với Tư không? Thì đợi hai em lên cho hồ nó quyết định, nếu mai thì điện cho Hưng vợ chạy lên. Chứ ông Tư em thấy chạy. Đúng rồi cha. Đúng không được đâu. Được đâu. Để gì đâu để cho cha chạy được. Đừng. Thôi để điện cho anh Hưng lên đi, cho anh Hưng đi vào với ông Tư cho có tình nghĩa. Cha con, cha và con. Nói mà nếu mà cha về thì điện nó chạy lên mà. Dạ. Chắc là mai đi. Mai về đi. Ừ. Dạ. Dạ. Thì tối nay em ở đây em đợi luôn. Tính gì nè Hồng ơi? À, tính đó. Đi đó. Là biết giờ mình cũng yếu. Nhưng mà mình đi ngược nước á, mình muốn quay đầu trở về đây á thì mình giật mấy chạy. Đó, từ từ. Thật ra tụi con hồi nãy kêu ông Tư là chạy máy không phải là để biểu diễn. Mà thử ông Tư, con thử ông Tư có khả năng tự lái máy một mình được không? Nhưng mà ông Tư lái không được. Tại vì được, ông Tư lái được. Nhưng mà cái đoạn đường nó đi lâu chịu không nổi. Yeah. Với lại cái đoạn đường cua á, ở Kinh Gạch nó phải bo cua nào nữa. Là mình bo cua khó lắm, đẩy ra cái dịch nó nặng lắm. Mình muốn qua cua đó, là tay ga mình phải cầm. Dạ. Đó. Mà mình phải giữ bên cái phải mình. Đó. Mà cái phải mình á, cái cua gắt quá. Mình phải bục. Dạ. Chạy vô phải cho nó nửa cái đường kinh để dạ. Mình dòm thấy đôi bên đàng hoàng. Chứ mình đừng ý mình nói bây giờ cái cua đó mình giữ, lỡ mình xắn ra cái thì nguy hiểm lắm, mình phải chịu mình luôn. Đó. Có cái ghế đó, thấy là dài có cái ghế ngồi. Không, nếu chắc mà anh Hưng chạy á chú. Anh Hưng chạy thì chắc hơn. Anh Hưng chạy thì anh Hưng ngồi trên cái mui được. Ngồi trên cái mui, cái tay vịn cái này được. Cái máy được. Tự nhiên ông Tư quyết định về chị Hường, Cẩm Hường bỡ ngỡ không? Bỡ ngỡ luôn, chị giật mình luôn. Chị, cái tay của chị Cẩm Hường hôm nay nó lạ quá ta. Lạ không? Đẹp không? Tại sao là người ta xin số chị Cẩm Hường mà không xin số anh Hưng rồi? Chị xin gái quá mà. Tại giống cha thôi. Dạ. Vậy là ngày hôm nay chị Hường sẽ quay về lại Cà Mau. Anh Hưng lên đây, rồi tối sẽ ở trên đây. Rồi. Ngày mai thì sẽ về với anh Hưng. Đi cho Hưng lên, ngày Hưng thì Đặng Hưng nó chạy ghe cha về. Dạ. Tại công việc của chị với con dạ. Nhiều lắm. Cũng ngày hôm nay là ngày thứ chị phải đi lột tôm đó mà. Lột tôm thì chị lột suốt. Mà mấy ngày này chị đang bận chiều có xô đám nữa. Rồi bận công việc bên ấp nữa. Nhưng ông Tư đó về dưới thì ở với con cái. Còn nếu như mà cảm thấy muốn lao động cho nó khỏe thì ở dưới sông có chiếc xuồng nó đi mơi vòng vòng giăng lưới, giăng cá ngát hay là nhặt ve chai đồ đấy nó cũng mua cho chiếc cần câu lao động. Thằng Hải nó hai ông cháu, ông đầu hai người câu cá, người mơi người câu. Câu gì vớt ve chai, bữa đó con quan sát rồi con thấy ve chai dưới kinh nhiều lắm. Ở dưới đâu ai vớt đâu chai nổi nhóc luôn. Thì hôm nay cũng bất ngờ đoàn tụ sau Tết ha. Đúng. Ông Tư có nói là nào với cô bác với anh chị gì không? Thì cũng có trao đổi với cô bác anh chị sớm đây là bữa nay nữa là 30 ngày rồi. Nhưng mà giờ cảm ông đi không được cho nên là cũng chưa trao đổi hết, chỉ là gửi gắm lời ăn tiếng nói thôi. Giờ tôi hồi đó là thứ tư
đến trưởng 75 tuổi. Nhưng nay á, tôi lên mạng bỏ con tôi là ba mấy năm, ngày nãy đó tôi nhìn được con, tôi thấy con tôi á, tôi đau quá. Xin ngày nào chứ bỏ con không được. Thì tôi cũng hứa từ trong ngoài tôi phải dạy con tôi. Gần gọi là gần cuối cái cuộc đời rồi, thì giờ để về để cho con cái báo hiếu. Cuộc sống mà bây giờ thì con thấy nó cũng mong manh lắm, nên là nữ gần gũi được ngày nào thì hay ngày đó. Mà trước đây á, thì con tính nói là dự định là sẽ không quay về ông Tư, quay đoạn clip về ông Tư nữa, tại vì ông Tư chọn cuộc sống nhặt ve chai trên này. Nhưng mà cuối cùng thì cho mọi người cũng là một cái kết thúc có hậu hả chị ha? Đúng rồi. Và sau cái đoạn clip này ông Tư về Cà Mau thì sẽ là những ngày yên bình nhất về cái cuộc sống của ông Tư bên những người con của mình. Dù sao thì thấy nó cũng ngậm ngùi chứ. Những lần trước mà ông Tư về mà với chị Cẩm Hường là coi như là sự thăm dò thử thách đúng không? Đúng. Thì chị đã nói rồi mà, thật giả à, chứ không cần phải thử. Thì cha cứ về với con, bữa hổm về 4 ngày như vậy là chị biết chắc là thế nào rồi, quay lên đây rồi cha cũng sẽ về lại với chị à. Đó là chị biết chắc rồi đó. Chắc không? Chắc chứ sao không? Cha không hứa với cô bác gần xa đó, cha cũng chưa xác định đâu con. Rồi nhưng mà quan trọng là cha, tại vì cha biết được là tình thương con dành cho cha, và cha cũng thương con, cho nên cha mới quyết định đi về, đúng không? Cha không phải cha ghét như vậy là. Con hai đứa cháu ngoại dễ thương ghê luôn á. À, nói vậy cho cô bác cũng xem lời nói tôi. Chẳng qua tôi nói con như vậy, cha thương thiệt nhưng mà cha ghét. Thêm ngủ ở dưới ghe với cha, hai cha con ngủ dưới ghe. Chị ngủ ở dưới ghe luôn hả? Chị ngủ dưới ghe, hai cha con ngủ dưới ghe. Rồi mũi chích sao? Mũi đâu? Có giống mụn không chị? Đốt nhau mũi không? Không giống mụn luôn, chị đốt nhau không mũi. Không có mũi luôn. Quấn, chị quấn nguyên cái mền luôn. Cảm động quá. Không ở dưới luôn. Ghe là vậy đó mà, trên bờ đốt nhau mũi cỡ nào mũi nó cũng lại mà dưới ghe đốt. Nó có cắn luôn, nó không hay. Không những là cảm động nha. Ngủ được không chị? Được. Vậy là không những là cảm động cho khán giả mà ngay cả con mũi nó còn cảm động nữa. Ừ. Nó không dám giúp luôn hả? Không dám. Rồi thôi hôm nay thì ông Tư sẽ vui một ngày với lại ông ba nữa. Thì sáng ngày mai mình sẽ về Cà Mau sớm. Anh Hưng sẽ lái ghe chở ông Tư đoạn đường về Cà Mau và con xuống dưới sẽ chặn đầu ông Tư. Ôi chặn đón đường. Đón đường là bộ nói chuyện ông Tư cười. Rồi chơi chúc mừng gia đại gia đình. Đi ghe, chứ đi ghe tôi đi không quen. Ông ba đi nữa hả? Bỏ bạn mình không đành luôn hả? Vậy đó. Ông ba tính dành địa bàn nữa hay sao? Đâu quá, đi được không vậy là mày chuẩn bị đi đưa bạn về lại quê hương. Vậy là ông ba là tính đồng hành với tụi con là đi xuống ông Tư chơi vài ngày rồi quay ngược lại đây. À đúng rồi. Ý là nãy giờ tôi tính nói vậy. Vậy là nãy giờ chưa dám nói ha. Em nói tức là cho nó hết rồi, tức là tôi cũng đồng hành đi chung là một chuyến mình đó. Rồi hôm nay nhặt được nhiêu tiền ve chai rồi ông ba? Chắc là giỏi lắm chừng chục ký à. Được bán được nhiêu rồi, phụ tiền xăng chứ. Cũng như là đi tiền xe đò thì nó cũng cho mấy chục ngàn đúng không? Ờ ba. Dạ. Sao? Nhưng mà chưa bán. Chục ký có bán chục ngàn. Thì bây giờ đổi mai bán sớm quy ra tiền nha bác Táo. Ờ. Phụ tiền xe đò. Ờ ba. Ở chậm trước. Nói vậy chứ tụi con cũng có đi công chuyện về Sông Đốc thì cũng ghé Cà Mau cho ông ba với ông Tư chơi ở đó vài ngày rồi con rước ba về lại đây ha. Dạ vậy chịu không? Chịu. Mai là đẹp trai lên luôn nha. Ngay ba cây ha. Dạ nghe ba cây. Chú Tám á, chú Tám còn ý chú sao? Mai đi luôn hả chú Tám? Thì câu chuyện hôm nay là xôn xao đồng nước, là chú thấy chú vui lắm, mừng cho chú Tư có chuyến du hành về là đỉnh cơ chứ luôn. Xung hợp với con cháu đầy đủ hết thì cái tuổi già chú Tư an hưởng được những ngày cuối đời. Thì chuyến đồ hành này thì chú cũng tiện thiện nguyện chú đi.
đi đi chúc cho ông Tư về dưới rồi gặp gia đình con cái coi nó sum họp sao, rồi cảnh ngộ sao mình cũng mừng lây luôn. Thì chúng cũng đi chơi tại vì á đi để cho biết quê hương cái sở ông Tư, tại vì ông Tư ở đây là xa cách ba mấy năm mà chú chưa biết quê hương cái xứ sở của chú Tư con cái gia đình sao. Thì nghe đoạn clip là con thì cũng thuê nhà này đó đó cũng khó khăn lắm, và đôi khe cấm phường cái giỏi cái là một mẹ mà nuôi hai đứa con ăn học, đứa lớp 12 và một đứa lớp 8, nên có thuê nhà trọ nữa. Rồi hoàn cảnh bà Tư vợ Tư lúc trước cũng khổ nghèo nữa, thì xong Hưng thì con trai nữa rồi khổ quá, thì đồng hành đi để mà vừa vui vừa tạo điều kiện người ta biết quê hương ngày xưa ông Tư sống dưới đó. Còn con chưa? Con mới ăn xong đó. Rồi, mình lấy cái niềm vui con đó chén, để cầu chúc cho ông Tư với con cái rồi sum họp những ngày chuột đuối sau này sẽ hạnh phúc hơn, đỡ ông Tư đỡ cô đơn lúc tuổi già. Mà con không biết là chú Tám với ông Tư cái mối quan hệ là như thế nào, con không hiểu. Tôi là cậu của ông Tư. Cậu ruột luôn hả? Ừ. Yeah. Tại vì á, bà ngoại của ông Tư này á, là chị của má tôi. Bà ngoại ông Tư thì thứ ba mà má tôi thứ 10. Hiểu không? Dạ. Yeah. Vậy là bà ngoại của ông Tư với lại mẹ của cậu Tám là chị em ruột. Rồi đúng. Dạ. Chị gắn bó bà mấy năm đó. Dạ. Yeah. Nói chung mỗi lần mà có công chuyện gì là ông Tư thì là đều lại chia sẻ với lại chú Tám hết. Đúng. Hiện nay ông Tư dài buồn không? Mình bưng chứ đâu có buồn. Thì đại cái ở đây thì cậu cháu thì mừng buồn uống nước trà hủ hỉ tâm sự, lúc ở chỗ vậy lúc chúng ghe thì cũng ghé tới lui, thấy cảnh ngộ Tư vậy thì cậu Tám thì cũng thấy xót ruột lắm, mà tìm cách là hỗ trợ cho ông Tư dù ít dù nhiều quá, dù mình cũng giúp cổ đi chút công. Thì thời gian thấy chiếc ghe chú Tư đó, sắp bụng đó rồi mình không biết cách nào để giúp, tại vì chú của mình cũng nghèo, cũng nhờ với chú YouTube này này xuống quay đó, quay thì hỗ trợ chú Tư thì chú rất mừng, nó được ngày hôm nay chú Tư thấy nó bản nguyện được để giúp cho thoát cảnh bền trên sông, rồi không biết con cái như thế nào ba mấy năm mà không được gặp, cũng nhờ mấy chú YouTube mà hỗ trợ, nhưng mà nhờ mấy cái mạnh thường quân ở nước ngoài đó để coi ta có làm bảo tâm đó. Vậy chứ phải vậy đâu, chú Tư đến ngày hôm nay được hoàn chỉnh cái tuổi già thì cậu rất mừng, mừng cho chú Tư mừng không mẹ, cậu nhẹ cái gánh trời lo gì tâm trạng đó, định về chưa về trễ là không mẹ trên sông con cái không biết phương nào mà đẹp. Chú ăn thịt mới nấu với đồ ăn mới chào chứ thịt xong chú ấy sẵn. Hôm nay thì coi được cái đoạn clip nhà của chị Cẩm Hương nè. Rồi ông Tư thì gắn bó với cậu hồi đó, giờ có gì bệnh hoạn ốm đau thì cũng có chú Tám. Vậy thì sau này chú Tám có yên tâm khi mà ông Tư về lại Cà Mau không? Rất an tâm chứ. Vậy là ngày mai là chú Tám là cùng đồng hành với con với lại ông ba sẽ đi về Cà Mau trước. Rồi sau đó ông Tư với lại anh Sầm Hưng sẽ đi bằng cái chiếc xuồng này về Cà Mau. Chuyện đó đi hồi sắp xếp tại vì chừng thì chú cũng muốn đi cho biết. Dạ dạ, thì đi chẳng chính thức được đưa tiễn chú Tư về quê sống với con cái thì đó là niềm phúc của chú Tư, vui của cậu thì phải đi hai ngày hành trình nhớ để biết cái cháu luôn, để khi tới bằng ốc lắm thì đi dẫn đi chơi. Sẽ thấy ông Tư bây giờ thấy lang bạc, rồi bây giờ gặp con cái phải về. Hình như con nghe nói ông Tư nói là chú Tám là có khuyên ngang ủi đồ về với con hả? Đó, chiếc ghe cũ trước đây có khuyên nên tìm đi, có ghe thì tìm lại con đi, mà chú Tư bây giờ không biết đường đâu kịp. Ba mấy năm rồi đường đi rất bước không gành, rồi biết vợ con mà nó phiên bạc phương trời nào. Nhưng nhờ mấy chú cũng thích đó, gắn kết yêu thương sao mà thành công được, như hôm nay là chú rất vui. Vậy là vui rồi, nay vui luôn, viên mãn hết luôn rồi. Trời, mấy lần thấy nó bơi chiếc ghe, lúc ghe cũ nha, xót cũ luôn đó. Mà biết cách nào giúp bây giờ trời, mình nghèo xe ôm mà sao có tiền. Chú Tám là trên xe ôm hả? Ừ. Còn thím Tám là cái gì? Tám hồi xưa thì mua bán ở quán, vậy nó mất rồi. Mất rồi hả? 8 năm rồi. Vậy là chú Tám ở một mình. Có mấy người con? Dạ, hai thằng con thì nó đi làm hồ.
chung mà nó lớn mà làm hồ con trai mà nó bán con gái mà giờ được con trai nó làm dư xài chứ mà. Đúng rồi, nhưng thân nó làm đâu có dư đâu. Làm con xây sở là chú Tám cái này ngày chạy xe ôm chắc được 200.000 là nhiều nhất đúng không? Ờ, nhiều nhất là 200. Nhưng mà được cái là con cái nó cứ sở làm mình cha mình đỡ lo, nhẹ lo. Vậy là lá đầm lá lành đùm lá gách à, lá gách thì đùm lá te tua te tua ông cậu con cũng phải nói chung là cậu chú Tư nói chung là cái xứ địa này á ai cũng biết chân á mà ai cũng thương thôi đúng không? Đúng rồi, mà cậu với chú Tư gắn bó nhiều nhất, gần gũi nhất, tại vì dạng bà con ở xóm thì ai cũng lo, tại vì cuộc sống ở quê vậy đó, tất bật sang ban là lo gia đình, lo cơm gạo áo tiền thì đâu có quan tâm người khác được, mới giàu có đâu mà lo được cho chú Tư. Dạ, chú Tư nghèo nhưng mà chú phải giúp của thì không đáng, có của đây tình cảm, tình cảm mình giúp thành công, tìm cách để hỗ trợ chú Tư bằng cách nào đó. Họ chạy xe đó, không là con chở mà cậu rất vui về dưới rồi đâu. Còn với cả mấy con lo mà đi chơi thì còn chậm hứng đó. Cũng nhờ cô bác chậm sớm gần xa nhưng mà cô còn là cậu lo cho tôi khi tôi lúc túng thiếu, cậu tôi hoàn toàn giúp đỡ cho tôi. Tôi tính đời tôi là sống vẹt mạng với cậu tôi thôi, nhưng mà trên cờ mới đưa được tôi ngày hôm nay được gặp con, tôi quá mừng, không còn nói gì hơn nữa, không còn thay đổi lời ăn tiếng nói, chấp nhận trở về với con. Gửi nhận ông cháu mình ngày mai anh nâng lên rồi sẽ đó. Chạy ghe về với ông Tư. Rồi tới hơi thở của cuộc đời tôi thôi, nói thật. Đó, chúc mừng cho cô bác gần xa trong nước ngoài nước, tôi ngày nay thì chấp nhận. Đó.